Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ở video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách trồng hành lá ăn tại nhà bằng cách tận dụng những cái thùng sơn chúng ta bỏ không để có được những cái cọng hành sạch phục vụ gia đình và đời sống sinh hoạt cũng có những bữa cơm thường nhật hàng ngày. Xin mời các bạn xem video.
A few moments later. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.